Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị, khối không khí lạnh đang tiến về phía nước ta và từ sáng sớm mai 23 tháng 3 ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh và gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải. Sau đó, sang ngày 24 tháng 3, gió Đông Bắc bắt đầu có xu hướng giảm dần tại Vịnh Bắc Bộ, trong khi đó thì vẫn còn mạnh và lan rộng hơn ở khu vực Bắc Biển Đông. Dự kiến phải từ ngày 25 tháng 3, gió Đông Bắc mới có xu hướng giảm nhanh, tình trạng biển trở lại bình thường trên các vùng biển ở phía Bắc. Do không khí lạnh cuối mùa có cường độ không quá mạnh nên vùng biển giữa và Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, sẽ thịnh hành gió Đông Bắc trong 2-3 ngày tới. Cường độ gió dự báo chỉ đạt đến mức là cấp 4 đến cấp 5 là cao nhất, nên tình trạng biển bình thường. Ngoài ra, thời tiết trong những ngày tới được nhận định là khá tốt với mưa xảy ra vài nơi, tầm nhìn xa ở trên 10 km và ít gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải. Tiếp nối bản tin là thời tiết tại các tuyến hải trình ra vào các đảo. Thưa quý vị và bà con ngư dân, tại tuyến hải trình từ Hải Phòng ra Bạch Long Vĩ, trong đêm nay và ngày mai, do có sự xâm nhập của khối không khí lạnh từ phía Bắc, nên cả thời tiết và hướng gió trên vùng biển này đều có sự chuyển biến, tình trạng biển động mạnh và gây khó khăn cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Dự báo phải từ ngày 25 tháng 3, khi khối khí lạnh suy yếu dần, thì cường độ gió trên tuyến hải trình này mới giảm xuống dưới mức cấp 4 và thuận lợi trở lại cho các hoạt động hàng hải ở trên khu vực. Với hầu khắp các vùng biển miền Trung cũng như tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn trong 2 ngày tới, gió sẽ chuyển dần hướng Đông Bắc, mặc dù cường độ không mạnh, chỉ đạt đến khoảng là cấp 4, cấp 5. Tuy nhiên, mưa dông khả năng xuất hiện rải rác ở vùng biển ven bờ nên tầm nhìn giảm trong mưa và gây khó khăn cho tàu thuyền nhỏ bởi rất nhiều khả năng trong mưa dông sẽ có gió giật mạnh. Với tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo thuộc vùng biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, trong khoảng 2 ngày sắp tới, gió cũng có hướng Đông Bắc là phổ biến với cường độ đạt mức là cấp 4, cấp 5 nên tình trạng biển không động. Tuy nhiên, thời tiết cũng sẽ có nhiều mây hơn, có mưa rào rải rác khiến tầm nhìn giảm và đôi lúc kèm theo có gió giật mạnh nên gây trở ngại hơn cho các chuyến tàu ra Côn Đảo của bà con ngư dân. Chuyển sang tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, trong 3 ngày tới, tại đây được dự báo sẽ thịnh hành hướng gió Đông Bắc đến Đông với cường độ chỉ đạt mức là cấp 3, cấp 4 nên tình trạng biển bình thường, sóng êm. Các chuyến tàu du lịch đến với đảo Phú Quốc trong đêm nay và ngày mai sẽ không gặp nhiều trở ngại bởi yếu tố thời tiết. Tuy nhiên, một chút lưu ý nhỏ là nhiều khả năng từ thời điểm chiều tối ngày mai sang ngày 24 tháng 3, mưa rào sẽ có thể xuất hiện trên tuyến hải trình này, nên tàu thuyền cần cẩn trọng với tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.